nhìn cái nền sự kiện là thấy uy tín rồi đó nha. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 10, game sẽ có một sự kiện to chà bá lửa, đó là sự kiện Halloween. Phần nhiệm vụ sẽ giống với các sự kiện lần trước. Ngoài ra, khi đăng nhập vào game, mỗi ngày sẽ nhận được chân bọ. Một điều đặc biệt là sự kiện Halloween lần này còn trùng với ngày quốc tế phụ nữ 20 tháng 10 nữa. Nhân ngày 20 tháng 10, chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp, thành công và có nhiều hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống. Vì là sự kiện lớn nên sẽ có một trái bí xuất hiện gần gốc cây. Trái bí này đẹp nên mình sẽ cho nó 9,5 điểm. Trái bí này sẽ cho thu thập vô hạn tài nguyên trong 24 giờ, và mỗi tài nguyên sẽ nhận được một điểm sự kiện. Còn về hạt thông này không có thay đổi gì, chê nha sự kiện lớn gì mà hạt thông không thay đổi gì hết. Chúng ta sẽ tới với nhân vật chính của sự kiện lần này. Vào sự kiện Halloween, trước tiên phải kiếm đủ 1.000 điểm sự kiện cái rồi thỉnh em nó. Anh tới với em đây bấy bề. Về phần ngoại hình, bọ sự kiện lần này rất giống với con bọ bom luôn. Mà lại cần thì nhìn nó ngầu quá trời luôn nè. Cách đánh con bọ này rất đơn giản, chỉ cần chui vào giữa con bọ là được. Còn về phần chỉ số thì hơi ảo ma nha. Chỉ số em nó sao mà ít xịu chị nè trời. Chắc là phải xong sự kiện rồi thực chiến mới biết được. Ngoài ra còn có 3 bộ skin giới hạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh nữa nha.